Xin chào quý vị và các bạn. Với người dân Việt Nam thế hệ đầu 9X trở về trước, phim trường, phim xã hội đen Hồng Kông đã trở thành một phần không thể thiếu trong tuổi thơ. Những cái tên như Lý Tiểu Long, Thành Long hay Châu Tinh Trì đều rất đỗi quen thuộc. Đây cũng là mảnh đất quy tụ dàn trai xinh gái đẹp có thể hấp hồn đối phương từ cái nhìn đầu tiên như Ngô Ngạn Tổ, Quách Phú Thành, Trương Bá Chi, Lý Gia Hân. Thực tế, Hồng Kông cũng không khác trong phim là mấy. Đây là một thành phố giàu có, sầm uất, hiện đại, nhưng có chút gì đó ngông nghênh, đầy cá tính và chất riêng. Ngay cả Trung Quốc hùng mạnh là thế, vẫn phải đau đầu với đứa con bất trị này. Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù đang phát triển tốt, nhưng Hồng Kông cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề về chính trị, xã hội. Nhiều người đặt ra câu hỏi, rồi tương lai Hồng Kông sẽ đi về đâu? Muốn biết rõ hơn về đặc khu hành chính quan trọng của Trung Quốc, mời các bạn xem video ngày hôm nay. Hồng Kông có tên chính thức là đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là một vùng đô thị đặc biệt, cũng là một trong hai đặc khu hành chính của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cùng với Macau. Hồng Kông tọa lạc tại cửa sông Châu Giang, phía đông eo biển Linh Đinh Dương, phía bắc giáp sông Thâm Quyến và thành phố Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông thuộc vùng Hoa Nam Trung Quốc. Với khoảng 7,5 triệu người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau trong một khu vực diện tích nhỏ, Hồng Kông là một trong những đô thị có mật độ dân số đông và cao nhất trên thế giới. Không có quá nhiều dữ liệu sử sách về khu vực Hồng Kông thời cổ đại, nhưng các nhà khảo cổ học cho rằng khoảng 5.000 năm trước đã có người sinh sống trên mảnh đất này. Lãnh thổ này bị sáp nhập vào Trung Hoa vào thời nhà Tần, tức là năm 221 trước Công nguyên. Tới đầu thế kỷ 19, Hồng Kông mới dần được chú ý. Khi ấy, nơi này chỉ là một hòn đảo dưới sự cai trị của nhà Thanh, với một cộng đồng ngư dân nhỏ sinh sống. Các thương nhân người Anh đến đây buôn bán thuốc phiện nhập lậu từ Ấn Độ để đổi lấy mặt hàng Trung Hoa như trà, lụa và đồ sứ. Từ đó tạo tiền đề cho những cuộc tranh chấp thương mại không hồi kết. Thuốc phiện trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với Trung Quốc. Đến năm 1839, Trung Quốc có khoảng 10 triệu người hút thuốc phiện và hơn 2 triệu người nghiện. Triều đình Mãn Thanh tìm cách ngăn chặn việc buôn bán thuốc phiện của Anh bằng cách đốt cháy những kho hàng thuốc phiện, bắt giữ và trừng phạt những tên buôn lậu. Anh đáp trả bằng cách đưa ra tối hậu thư. Chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất nổ ra. Nhà Thanh thương vong 20.000 người, còn phía Anh chỉ mất 520 mạng. Trung Quốc thua cuộc trong nhục nhã ê chề. Chính sự thất bại này đã dẫn đến việc ngày 1 tháng 1 năm 1842, Trung Quốc ký hiệp ước Nam Kinh nhượng lại đảo Hồng Kông cho Anh vĩnh viễn. Đây là hiệp ước đầu tiên trong 3 hiệp ước bất bình đẳng của Anh với Trung Quốc. Người Anh đã thiết lập nên một thuộc địa bằng việc xây dựng Victoria City sau đó một năm. Trong mắt người Anh, suốt một thời gian sau chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất, Trung Quốc chỉ là một con chuột nhắt. Vì thế, họ ngang nhiên tiếp tục buôn bán thuốc phiện trên địa phận nhà Thanh. Năm 1856, chiến tranh Nha Phiến lần thứ hai nổ ra. Lần này, ngoài Vương quốc Anh và Trung Quốc còn có sự tham gia của một ông lớn nữa, đó là Đế quốc Pháp. Dù đã cố gắng, nhưng nhà Thanh một lần nữa thất bại, buộc phải nhượng bán đảo Cửu Long và đảo ngang Thuyền Châu vĩnh viễn cho nước Anh theo Hiệp ước Bắc Kinh năm 1860. Năm 1898, làn sóng di cư ồ ạt từ Trung Hoa đại lục sang Hồng Kông bắt đầu. Hồng Kông chính thức trở thành một cảng tự do, một trung tâm xuất nhập khẩu của Đế quốc Anh. Sau cuộc chiến với các đế quốc châu Âu, Trung Quốc lại rơi vào thời kỳ loạn lạc khi bị Nhật Bản tấn công vào năm 1937. Hồng Kông cũng không thoát khỏi bị vạ lây. Nhưng may mắn thay, xứ Cảng Thơm khi ấy đang là thuộc địa của Anh nên được đế quốc này bảo vệ. Số phận đã định, Hồng Kông sẽ phải chịu kiếp nạn nhiều chông gai trắc trở. Đến thời kỳ Thế chiến thứ hai, Anh đã không còn bảo vệ được Hồng Kông nữa. Từ năm 1941 đến năm 1945, đế quốc Nhật Bản đã xâm lược Hồng Kông. Trong thời gian chiếm đóng, người dân ở đây đã phải gánh chịu nạn thiếu lương thực và nạn siêu lạm phát khiến nhiều người chết đói. Sau khi chiến tranh kết thúc, dân số Hồng Kông giảm từ 1,6 triệu xuống còn 600.000 người. Kiếp nạn này vừa qua thì kiếp nạn khác lại đến. Năm 1949, cuộc nội chiến Trung Quốc nổ ra tại đại lục. Sau cuộc chiến, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông. 100.000 người nhập cư tìm đến Hồng Kông mỗi tháng vì sự sợ ngược đãi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người nhập cư mang theo các phương ngữ, ngôn ngữ và truyền thống của họ đến với Hồng Kông. Dân số Hồng Kông tăng từ 600.000 người trong năm 1945 lên 2,5 triệu người vào năm 1956. Dân số tăng vọt khiến Hồng Kông rơi vào hỗn loạn trong những năm 1960. Bạo loạn, bất ổn dân sự và lo ngại xã hội, cùng với các thảm họa tự nhiên như hạn hán và bão lũ xảy ra liên tục. Do đó, chính phủ Hồng Kông đã tiến hành cải cách xã hội đầy mạnh mẽ, giải quyết nạn tham nhũng và tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục. Sự bất ổn trở thành động lực để gắn kết một xã hội đa văn hóa. Với hướng đi đúng đắn và sự cố gắng của người dân, một thập kỷ sau, Hồng Kông nổi lên như một con hổ châu Á, một trung tâm tài chính quốc tế. Tại đại lục, Mao Trạch Đông được thay thế bởi Đặng Tiểu Bình, một người ôn hòa hơn trong chính sách mở cửa và cải cách. Khi thời hạn cho thuê tân giới chuẩn bị kết thúc,
Anh Quốc tiếp cận Đặng để thảo luận về vấn đề chủ quyền Hồng Kông. Đặng giữ nguyên lựa chọn nối lại chủ quyền mở, nhưng thừa nhận Hồng Kông có một tình trạng đặc biệt. Và cuối cùng, thời khắc Hồng Kông trở về với Trung Quốc đã đến. Ngày 1 tháng 7 năm 1997, việc chuyển giao chủ quyền Hồng Kông đã được thực hiện vào giữa đêm tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông. Trung Quốc đồng ý cai quản Hồng Kông theo nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ. Theo đó, Hồng Kông có hệ thống kinh tế và chính trị riêng với Trung Quốc. Ngoại trừ các vấn đề quân sự và đối ngoại, Hồng Kông duy trì quyền tư pháp, lập pháp và hành pháp độc lập. Bên cạnh đó, Hồng Kông cũng phát triển quan hệ trực tiếp với nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong nhiều lĩnh vực phù hợp trong 50 năm sau. Đổng Kiến Hoa là người đầu tiên nhậm chức trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông. Tuy nhiên, do năng lực yếu kém trong việc xử lý khủng hoảng tài chính châu Á năm 97 và sự nhu nhược khi nhất vâng lời Bắc Kinh trong mọi chuyện, Đổng Kiến Hoa bị người dân Hồng Kông chỉ trích gay gắt suốt thời gian dài. Từ khi trở về với đại lục, tưởng chừng như Hồng Kông sẽ được phát triển một cách suôn sẻ thì ngược lại, nơi này đã phải đối mặt với hai cuộc khủng hoảng tài chính. Lần thứ nhất diễn ra vào tháng 7 năm 1997 đã khiến cho các quốc gia Đông Nam Á đối mặt với thách thức nghiêm trọng và nó cũng khiến cho thị trường tài chính Hồng Kông lao đao. Tuy nhiên, dưới sự trợ giúp của Trung Quốc đại lục, chính quyền đặc khu hành chính sớm vượt qua khủng hoảng. Năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế một lần nữa tràn sang thị trường tài chính Hồng Kông. Cũng như lần thứ nhất, kinh tế Hồng Kông tiếp tục vượt qua giai đoạn khó khăn. Kể từ đó trở đi, địa vị trung tâm tài chính quốc tế của Hồng Kông ngày càng được củng cố và khẳng định. Trong khoảng thời gian hơn 20 năm, sức ảnh hưởng của người Trung Quốc đại lục lên nhiều lĩnh vực tại Hồng Kông đã gia tăng. Các công ty Trung Quốc đại lục giàu có cũng tác động ngày một mạnh đến kinh tế Hồng Kông. Thực tế, kể từ khi trở về Trung Quốc đại lục ngày 1 tháng 7 năm 1997 đến nay, Hồng Kông đã duy trì được sự phồn vinh và ổn định. Kinh tế của đặc khu hành chính này cũng giành được nhiều thành tựu khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Giờ đây, Hồng Kông là một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới và liên tục được xếp hạng là một trong những thực thể kinh tế cạnh tranh và tự do nhất thế giới. Với đồng tiền được giao dịch nhiều thứ 13 trong số các đồng tiền trên thế giới, Hồng Kông cũng là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Hồng Kông có mức thu nhập bình quân đầu người ở mức cao nhất thế giới. Đến Hồng Kông, ai nấy đều sẽ bất ngờ về độ chịu chơi của thành phố này. Đây là nơi sở hữu cây cầu vượt biển dài nhất thế giới, nối hai đặc khu hành chính Hồng Kông và Macau. Tổng chiều dài của cầu Hồng Kông-Chu Hải-Macau là 55 km, gấp 10 lần cầu Cổng Vàng tại Mỹ, gồm 3 cây cầu cáp treo, hai đảo nhân tạo với diện tích rộng 100.000 m² mỗi đảo và một đường hầm biển dài 6,7 km. Cây cầu cũng tiêu tốn 400.000 tấn thép cùng 1,08 triệu mét khối xi măng đủ để xây dựng 60 tháp Eiffel của Pháp. Siêu công trình này được ước tính tồn tại trong một thế kỷ, có khả năng chịu đựng được động đất 8 độ Richter, những siêu bão lên đến cấp 16. Thậm chí nó vẫn đứng vững dù bị một tàu hạng nặng tông trực diện. Cơn bão Mangkhut quét qua Hồng Kông tháng 9 2018 đã cho thấy phần nào khẳng định này, khi nó làm tốc mái nhà, nhổ bật gốc cây, nhưng không thấy có báo cáo thiệt hại nào ở cây cầu. Gọi là cây cầu nhưng thực ra đây là hệ thống gồm 3 cây cầu cáp treo và một đường hầm dưới biển cùng hai đảo nhân tạo có tổng chiều dài lên đến 54,7 km. Với năng suất kinh tế ước tính 1,5 tỷ đô la Mỹ, khu vực mới này với tên gọi Greater Bay Area được dự tính sẽ cạnh tranh với thung lũng Silicon ở Hoa Kỳ. Đại dự án này cũng bao gồm một hệ thống tàu cao tốc trị giá 11 tỷ đô la Mỹ đã được mở vào tháng 9 năm 2018. Bên cạnh cầu vượt biển dài nhất thế giới, Hồng Kông cũng là nơi đầu tiên của châu Á xây dựng tuyến đường sắt leo núi. Tàu điện Peak Tram là một trong những tuyến đường sắt leo núi lâu đời nhất và nổi tiếng nhất thế giới. Ra mắt vào tháng 5 năm 1888, tuyến đường sắt leo núi 2 chiều đưa du khách đi từ 28m lên 396m so với mực nước biển, dọc theo đường ray dài 1,4 km. Tàu điện này kết thúc tại khu phức hợp mua sắm và giải trí The Peak Tower, nơi có một trong những tầm nhìn toàn cảnh đẹp nhất thế giới. Tháp The Peak Tower là một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất của Hồng Kông. Chính những tòa nhà cao chọc trời, những công trình xây dựng hàng tỷ đô la Mỹ khiến Hồng Kông trong mắt bạn bè thế giới là một thành phố công nghiệp, giải trí. Thế nhưng ít ai biết rằng 40% diện tích nơi này là vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. Đại Nhĩ Sơn là cái tên đại diện cho thiên nhiên hùng vĩ của Hồng Kông. Nơi này có diện tích gần 148 km², lớn gấp 2 lần so với đảo Hồng Kông. Địa hình đồi núi là chủ yếu với nhiều ngọn núi cao. Nơi đây được mệnh danh như lá phổi của Hồng Kông bởi những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, màu xanh trải khắp hòn đảo, điều mà người ta sẽ không bao giờ bắt gặp được ở khu vực lục địa hay các khu đảo khác của Hồng Kông. Đại Nhĩ Sơn nổi tiếng với bức tượng Phật lớn nằm trên đỉnh núi giữa thiên nhiên hoang sơ. Bức tượng Phật thuộc chùa Biểu Liên Tự là trung tâm Phật giáo chính của xứ Cảng Thơm. Bức tượng này nặng tới 202 tấn, được đúc bằng đồng nguyên khối. Những danh lam thắng cảnh, vẻ náo nhiệt, sầm uất đã biến Hồng Kông ngày này trở thành một nơi hiện đại, văn minh, thu hút rất nhiều khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ. Thế nhưng trước đây,
không phải ai cũng dám đặt chân đến xứ Cảng Thơm, bởi nơi đây nổi tiếng là lãnh địa của những băng đảng xã hội đen khét tiếng, nổi bật nhất chính là Hội Tam Hoàng. Nói về lịch sử của Hội Tam Hoàng, sau khi nhà Thanh sụp đổ, Quốc Dân Đảng lên cầm quyền và sử dụng các băng nhóm tội phạm Trung Quốc để tấn công kẻ thù chính trị. Quốc Dân Đảng từng sử dụng nhóm Thanh Bang để đàn áp và tàn sát hàng nghìn người ở Thượng Hải năm 1927. Sau khi Trung Quốc giành độc lập năm 1949, nhiều nhóm xã hội đen đã chạy sang Hồng Kông, Macau, Đài Loan và nước ngoài. Hồng Kông được biết đến như đại bản doanh của Hội Tam Hoàng. Thời Hoàng Kim vào thập niên 60 và 70, cứ 6 người thì có một người liên quan đến Hội Tam Hoàng. Ngày nay, ước tính khoảng 100.000 người là thành viên của các băng nhóm xã hội đen trong thành phố hơn 7 triệu dân này. Trong các băng phái con của Hội Tam Hoàng, có 4 băng đảng lớn nhất được gọi là Tứ Đại Hắc Bang, gồm Tân Nghĩa An, 14K, Hòa Hợp Đào và Hòa Thắng Hòa. Trong đó, Tân Nghĩa An là bang lớn nhất với 55.000 thành viên trên toàn thế giới. Ngoài địa bàn hoạt động chủ yếu tại Hồng Kông, Macau, Đài Loan, Hội Tam Hoàng còn có chân rết ở một số nơi khác như Trung Quốc đại lục, các phố tàu ở châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Phi, Australia và New Zealand. Vào thập niên 1960, có khoảng 60 nhóm xã hội đen hoạt động ở Hồng Kông, khiến cảnh sát cực kỳ đau đầu và vất vả. Lực lượng cảnh sát có khi còn lép vế hơn so với các băng đảng này. Các nhóm này kiếm tiền từ buôn bán ma túy, lừa đảo, tống tiền, rửa tiền, cờ bạc và mại dâm. Chúng cũng thường xuyên tìm cách đe dọa các thương nhân, công nhân Hồng Kông để buộc họ nộp tiền. Để tranh giành địa bàn, miếng ăn, bạo lực giữa các băng nhóm xảy ra thường xuyên. Khi gia nhập vào một nhóm nào, thành viên mới phải đọc 36 lời thề, trong đó có việc không được phép bỏ rơi đồng bọn nếu vô tình bị cảnh sát bắt. Nếu không thực hiện lời thề này, thành viên băng đảng sẽ bị trời tru đất diệt. Từ thập niên 1950 đến 1970, khu Cửu Long Trại Thành với 30.000 dân là địa bàn hoạt động của nhóm Tân Nghĩa An và 14K. Đến năm 1987, toàn quyền Anh ở Hồng Kông quyết định phá dỡ khu xóm liều này và biến nó thành công viên Cửu Long Trại Thành. Trong thời gian dài, cảnh sát Hồng Kông bị cáo buộc thông đồng với Hội Tam Hoàng và cấu kết thực hiện các hoạt động làm ăn mờ ám. Peter Fitzroy Godber, cảnh sát trưởng Hồng Kông, từng khiến công chúng giận dữ khi bị phát hiện có hàng trăm nghìn đô la Mỹ trong tài khoản ở nước ngoài ngay trước khi ông này nghỉ hưu năm 1973. Trước sự phẫn nộ của dư luận, Godber trốn về Anh nhưng bị bắt và đưa trở lại Hồng Kông vào năm 1974. Ông này lĩnh án 4 năm tù vì tội tham nhũng và nhận hối lộ. Sau vụ này, chính quyền Hồng Kông đã cải cách mạnh mẽ và tới nay thường xuyên được xếp hạng cao về chỉ số chống tham nhũng. Họ lập một đơn vị chuyên trách trấn áp Hội Tam Hoàng có tên gọi Cục Tội phạm có tổ chức và Hội Tam Hoàng. Năm 2013, cảnh sát Hồng Kông mở một chiến dịch đàn áp lớn tội phạm có tổ chức, bắt hơn 1.800 người, thu giữ số lượng lớn ma túy, tài liệu khiêu dâm, vũ khí có giá trị 5 triệu đô la Mỹ. Những kẻ bị bắt từ 12 đến 95 tuổi bị buộc nhiều tội như đánh bạc, rửa tiền trái phép. Dù bị trấn áp mạnh tay, các băng nhóm xã hội đen ở Hồng Kông vẫn tiếp tục thực hiện nhiều vụ giết người gây chấn động dư luận. Kevin Lau, cựu tổng biên tập Minh Pao, một tờ báo nổi tiếng ở Hồng Kông, bị thương nặng năm 2014 sau vụ tấn công bằng dao. Ngày thường, cảnh sát có thể nới lỏng với các nhóm xã hội đen, nhưng không có nghĩa là họ không có cách nào đối phó với thế lực này. Đầu tháng 5 năm 2016, trước chuyến thăm của Trương Đức Giang, khi đó là Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa 12, tương đương Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, cảnh sát Hồng Kông đã phát động chiến dịch đàn áp các nhóm Hội Tam Hoàng với mục tiêu chúng sẽ phải trả giá nếu gây bất kỳ rắc rối nào. Trong chuyến thăm của ông Trương, hàng trăm cảnh sát được triển khai ở các điểm giải trí nhằm truy quét các hoạt động phi pháp và bắt những kẻ tình nghi theo danh sách 100 người mà cảnh sát ngầm thu thập được hơn một năm trước. Cuối năm 2018, cảnh sát Hồng Kông treo thưởng 51.000 đô la Mỹ truy lùng hai thành viên Hội Tam Hoàng bị nghi ngờ đánh chết người ở bãi đỗ xe. Nok Yao Man, 47 tuổi và Lau Ho Jin, 42 tuổi, đang bị truy nã vì tội giết một người đàn ông 35 tuổi ở Cửu Long vào tháng 12 năm 2016. Ngày nay, những băng đảng của Hội Tam Hoàng hoạt động kín hơn, tuy nhiên bất chấp nhiều vụ triệt phá, mạng lưới các băng đảng lỏng lẻo hơn, 14K hay những băng nhóm nhỏ hơn vẫn được cho là còn hàng chục nghìn thành viên. Chúng thầm lặng điều hành những đường dây mại dâm, đánh bạc, buôn bán ma túy. Bên cạnh các băng nhóm tội phạm khiến người dân nơm nớp lo sợ, Hồng Kông còn một vấn nạn nữa, đó là khoảng cách giàu nghèo quá lớn. Tuy là một lãnh thổ nhỏ bé về diện tích, dân số khu vực này vẫn liên tục tăng chóng mặt. Hiện tại, mật độ dân số tại đây rơi vào khoảng 6.600 người trên mỗi km vuông. Trước tình hình đất chật người đông, Hồng Kông đã chọn cách giải quyết bài toán dân số này bằng những tòa nhà chọc trời dày đặc. Thế nhưng, không như người ngoài tưởng tượng, bên trong những tòa nhà khổng lồ và kỳ vĩ ấy là những điều hoàn toàn đối lập. Theo thống kê, giá trung bình cho mỗi mét vuông đất tại Hồng Kông rơi vào tầm 28.570 đô la Mỹ, khoảng 700 triệu đồng tiền Việt thời điểm năm 2019. Trong khi đó, đất tại Moscow, thủ đô hoa lệ của nước Nga chỉ rơi vào khoảng 3.250 đô la Mỹ trên một mét vuông, tức là gần 75 triệu đồng mà thôi. Với mức giá khổng lồ kia, hiển nhiên không phải tất cả mọi người đều có thể mua nhà và cũng không phải căn hộ nào cũng có chất lượng như nhau.
Một tòa nhà sẽ có nhiều kiểu căn hộ xuất hiện phù hợp với thu nhập của từng đối tượng. Trong đó có những căn phòng cực kỳ chật hẹp, được quây lại bằng những tấm lưới sắt tựa như một chiếc lồng, được gọi là nhà quan tài hoặc chuồng cọp, để người nghèo có thể thuê với mức giá rẻ khoảng 200 đô la mỗi tháng. Những nơi ấy, xét trên một số góc độ, thậm chí không thể coi là một căn nhà đúng nghĩa. Hơn 20% dân số tại Hồng Kông, nghĩa là khoảng 1,5 triệu người thuộc nhóm có thu nhập thấp, có thể coi là nghèo thảm thương. Với cộng đồng này, họ phải sống tại những căn nhà lồng, bên trong được phân ra nhiều chuồng cọp khác. Nhìn thiết kế thì giống một ký túc xá, nhưng mỗi căn có khoảng 20 chuồng quây bằng những tấm lưới và mỗi chuồng có diện tích chỉ đủ cho một người ngả lưng. Đồ đạc của họ cũng không nhiều, chỉ vài ba món đồ cực kỳ thiết yếu. Vậy mà mỗi tháng họ vẫn phải đóng khoảng 180 đến 200 đô la Mỹ, khoảng hơn 4 triệu Việt Nam đồng tiền thuê. Những người này không phải tất cả đều thất nghiệp, nhiều người có việc làm, một số thì tự kinh doanh tại chợ hoặc đi rửa bát thuê. Tuy nhiên, thu nhập của họ không thể giúp cuộc sống trở nên khá giả hơn và buộc họ phải sống trong những cái chuồng như vậy trong rất nhiều năm. Với những người có thu nhập cao hơn một chút hay còn gọi là đỡ nghèo hơn, họ sống chung trong những căn hộ chật hẹp, căn hộ có bếp chung và toilet chung, được phân ra 5-6 phòng nhỏ hơn, chỉ đủ để kê giường và một chiếc bàn bé. Người may mắn thì tìm được căn phòng đủ chỗ để kê thêm tủ áo, nhưng đa số phải treo đồ lên những chiếc móc gắn trên tường. Và mức giá cho một căn phòng như vậy là khoảng 500 đô la Mỹ một tháng, khoảng hơn 11,5 triệu đồng. Với số tiền này, người dân Việt Nam hoàn toàn có thể thuê những căn hộ rộng rãi và ở một mình. Mặc dù là lãnh thổ của Trung Quốc, nhưng Hồng Kông và Mẫu Quốc vẫn luôn tồn tại những căng thẳng. Ban đầu, Trung Quốc vẫn duy trì chính sách một quốc gia hai chế độ, nhưng về sau Hồng Kông đã liên tục chứng kiến những biến động lớn trong đời sống chính trị, xã hội và cùng lúc Bắc Kinh ngày càng mở rộng ảnh hưởng đối với đặc khu này. Sự bất mãn với chính quyền đặc khu đã bùng nổ thành phong trào biểu tình kéo dài 79 ngày vào năm 2014, hay còn được gọi là cách mạng dù. Đến năm 2019, các cuộc biểu tình chống chính quyền xuất phát từ việc phản đối một dự luật dẫn độ đã kéo dài suốt nửa năm. Kể cả sau khi dự luật gây tranh cãi bị rút lại, phong trào này vẫn tiếp diễn và thường xuyên dẫn đến đụng độ, bạo lực giữa người biểu tình với cảnh sát. Tình thế trên đã thúc đẩy chính quyền trung ương hành động. Vào tháng 6 năm 2020, Bắc Kinh thông qua luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông, cấm các hành vi ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với thế lực nước ngoài. Luật này trao nhiều quyền cho một lực lượng cảnh sát đặc biệt, dẫn đến việc bắt giữ hơn 100 chính trị gia đối lập, nhà hoạt động và chủ sở hữu các kênh truyền thông. Bắc Kinh sau đó tiến hành thay đổi hệ thống bầu cử ở Hồng Kông để đảm bảo chỉ có những người yêu nước lãnh đạo thành phố. Hội đồng lập pháp Hồng Kông được mở rộng từ 70 lên thành 90 ghế, nhưng số thành viên được bầu trực tiếp đã giảm từ 35 xuống còn 20. Có 40 ghế sẽ được chọn bởi Ủy ban bầu cử, nơi hầu hết thành viên được cho là trung thành với Bắc Kinh. Theo các chuyên gia, những diễn biến ở Hồng Kông trong vài năm qua cho thấy giới lãnh đạo ở Trung Nam Hải dường như ngày càng thiếu kiên nhẫn trong việc quản lý Hồng Kông. Do đó, thách thức lớn nhất đối với Hồng Kông hiện nay là cân bằng giữa hai nhu cầu. Một bên là tiếp tục duy trì vị thế thành phố quốc tế của Hồng Kông và một bên là bảo đảm trật tự chính trị mà chính quyền trung ương ở Bắc Kinh cần có tại đặc khu này. Do rơi vào tay người Anh trong một thời gian dài, tiếp thu những thứ tiến bộ từ châu Âu, nên đứa con bất trị Hồng Kông vẫn có những đặc điểm riêng khác với Trung Quốc đại lục. Đầu tiên là ngôn ngữ. Tiếng Trung Quốc phổ thông là quan thoại, dựa trên phương ngữ Bắc Kinh. Tiếng quan thoại trở thành quốc ngữ vào năm 1955 và được sử dụng trong toàn bộ trường học ở đại lục. Trong khi đó, ngôn ngữ chính thức ở Hồng Kông còn có tiếng Anh và tiếng Quảng Đông. Cùng một bảng chữ cái, nhưng những người nói tiếng Quảng Đông và những người nói tiếng phổ thông không hiểu được nhau. Người Trung Quốc đại lục viết chữ Hán giản thể, trong khi người Hồng Kông dùng bảng chữ Hán phồn thể, tức là chữ Hán truyền thống. Chữ Hán giản thể là một cải tiến ra đời vào những năm 1950 với mục tiêu xóa mù chữ. Bảng chữ này dựa trên chữ Hán truyền thống, song tinh giản bớt nét để người học dễ ghi nhớ hơn. Nếu muốn dùng những ứng dụng dịch ngôn ngữ như Google Translate hỗ trợ trong chuyến du lịch Trung Quốc, du khách nên lưu ý chọn bảng chữ Hán giản thể hoặc phồn thể phù hợp với điểm đến. Những du khách nói tiếng Anh có thể dễ dàng dạo chơi ở Hồng Kông. Mọi biển chỉ đường, văn bản chính thức, dịch vụ hành chính cũng như menu trong phần lớn nhà hàng, website đều dùng song ngữ. Ngay tại những trường học địa phương đều duy trì hệ thống chỉ dẫn bằng tiếng Anh. Trái lại, khách nước ngoài sẽ phải mất khá nhiều công sức để tìm một người có thể nói tiếng Anh trôi chảy tại Trung Quốc đại lục khi giao tiếp thường ngày. Nếu muốn ở lại đây lâu hơn một kỳ nghỉ ngắn ngày, người nước ngoài thực sự nên học vài từ tiếng phổ thông cơ bản. Một điểm nữa khiến giới trẻ yêu thích Hồng Kông hơn Trung Quốc đại lục chính là họ có thể dễ dàng tiếp cận các trang mạng xã hội phổ biến nhất thế giới. Tại đại lục, Google, Facebook và nhiều mạng xã hội nổi tiếng khác đều bị chặn hoàn toàn. Do đó, du khách muốn truy cập những ứng dụng này phải sử dụng mạng ảo riêng, nhưng hệ thống này cũng đang bị cấm. Người dùng mạng tại Hồng Kông có thể truy cập Internet dễ dàng mà không cần tới VPN. Facebook, Gmail hay Instagram và Snapchat cũng được sử dụng rộng rãi. Cách tham gia giao thông của Hồng Kông cũng khác với Trung Quốc đại lục, khiến nhiều người hoang mang. Người dân Hồng Kông lái xe bên trái đường, theo hệ thống giao thông thừa hưởng từ Anh, trong khi tại Trung Quốc, người dân lái xe bên phải.
Dù Hồng Kông thuộc Trung Quốc nhưng muốn đến Hồng Kông bạn phải xin visa Hồng Kông thay vì visa Trung Quốc. Tuy nhiên, điểm nộp hồ sơ vẫn là đại sứ quán hoặc tổng lãnh sự quán Trung Quốc. Về tiền tệ, người dân xứ Hương Cảng dùng đồng đô la Hồng Kông chứ không phải nhân dân tệ như Trung Quốc đại lục. Đô la Hồng Kông lấy tỷ giá theo đô la Mỹ, trong khi nhân dân tệ thì không. Thật bối rối nhưng cũng thú vị đúng không? Trải qua quá khứ nhiều thăng trầm, bấp bênh, giờ đây Hồng Kông đã trở thành một trong những đô thị sầm uất nhất tại châu Á. Mặc dù mối quan hệ giữa Hồng Kông và Trung Quốc vẫn còn tồn tại những bất ổn, tương lai của đặc khu hành chính này chưa biết sẽ đi về đâu. Đây vẫn là một xứ sở thần tiên bởi sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, là một nơi đáng để thăm thú và trải nghiệm. Còn nếu muốn định cư ở đây, hãy cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.